Chào ngày mới, nông dân Khang xin kính chào các thượng văn đế. Kính chúc các thượng văn đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ là 8 giờ, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2024. Chả còn mấy nữa mà lại hết tháng, nay 29 rồi mà. Đấy. Số điện thoại để các thượng đế liên hệ Trần Văn Chốt, radio cassette, link phụ kiện về radio cassette, băng cassette, đầu VO, băng VO, tua băng VO. 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Trân trọng kính mời mọi người ly chè Thái Nguyên. Trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn sư huynh Lục Tuần ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã gửi một cân chè vào tặng lão nông Tri Điền. Chè của huynh uống ngọt giọng lắm. Trân trọng giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Đây là những cuộn băng có nội dung chương trình người ta thâu từ ngày xưa. Thế còn thâu cụ thể cái thời gian nào, ngày nào, tháng nào, năm nào thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà đây là những cái cuộn băng mình mua về, nó đã có sẵn chương trình nhạc vàng từ xưa rồi. Đấy. Cơn mê dài. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng hay là bồng bềnh, anh lại về bên em. Ôi dồi ôi, anh về với em mà như chim liền cánh, như cây liền cành. Băng này mà về với đài của quý vị và các bạn thì có phải là như chim liền cánh, như cây liền cành không? Đây, đấy, đây là những cái bài hát này. Đây là những cái bài hát này. Đấy, bài hát này. Đây là những cái bài hát. Người ta in những cái tờ giấy này, người ta in từ ngày xưa. Đấy. Đây là đang giới thiệu băng, chứ còn nếu mà kể chuyện thì lại ngày xưa ngày xưa. Một. Cuộn này là cuộn thứ hai. Cuộn này là cuộn thứ hai. Cuộn này có nội dung chương trình là ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh. Đấy, Mạnh Quỳnh. Nghe cái cuộn băng này cũng thích lắm. Những cái ca khúc những thập niên 90 nghe vào là mạnh khỏe đấy. Nghe Mạnh Quỳnh là mạnh khỏe đấy. Nhưng mà nó phải nét nhá, phải nét. Cuộn này là cuộn thứ 3. Cuối nẻo đường tình. Đây người ta gần ghi đây là bản gốc, bờ gốc chắc là bản gốc. Đấy. Đấy. Tình sầu biên giới bản gốc đây. Bờ gốc đây. Đấy. Cái này thì mình mở mình nghe thì thấy là Chế Linh, Giao Linh. Cuộn này là cuộn thứ 4. Biệt ly. Ôi giời ơi, trước giờ chia phôi thì mấy ai chẳng bồi hồi. Biệt ly. Nhưng mà cũng chẳng biết ca sĩ nào hát. Nhưng mà hát bằng tiếng Kinh. Cuộn này là cuộn thứ 5. Thái Châu, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền. Đan Di, Gian Di, nhưng mà người này người ta ghi là Đan Di. Để chơi, chắc là muốn ghi là để chơi đấy, nhưng mà không hiểu làm sao kiểu lúc ngáy ngủ nên là gì. Đấy.
cuộn này đây, thế cho nên rõ nét. Ở đây 5 cuộn này là âm thanh, là có 4 cuộn là sắc nét, sắc nét. Còn cuộn này là nghe được chứ không được sắc nét cho lắm. Đấy, những thông tin rõ nét như thế. Như, tại vì những cái cuộn băng qua chương trình xưa rồi là mình phải mở mình nghe thử, Thế nhưng mà nghe tốt, thế nhưng mà nó cũng không được sắc nét như bảo đao bảo kiếm trong tay của đại cao thủ nhá. Nên là riêng cuộn này ấy. Đấy. Thế thì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 cuộn này 70.000 đồng một cuộn nhá. 4 cuộn này 70.000 đồng một cuộn. 447 là 28, 74 cũng 28. Đấy, tức là 7 x 4 đấy, chứ còn 7 cộng 4 thì lại thành 11 nhá. Đấy. 280.000 đồng. Trân trọng gửi tới các thượng văn đế cuộn này 20.000. Thay lời Merci, thay lời xia xịa và thay lời thank you. Thay lời cảm ơn mọi người đã đăng ký hai kênh YouTube của mình nhá. Đấy, thay lời cảm ơn mọi người đã gửi chọn niềm tin vào lão nông Chi Điền. Thế là combo này tròn 300.000 đồng. 300.000 đồng là 5 cuộn băng này, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả nhá. 1 2 3 4, 4 cuộn này sắc nét vẫn bán 70.000 đồng một cuộn nhá. 47 208. Cuộn này em đã nghe bình thường, thế nhưng nó độ sắc nét thì nó không được như những cuộn này. Đấy, nó kém hơn thì cũng rõ ràng rành mạch luôn nhá. 20.000 đồng một cuộn này. Đấy, thế là vừa tròn 300. Một con số tuyệt vời. Bây giờ mình dừng video ở đây để nghe điện thoại các thượng đế Trần Văn Chốt thì nó còn tuyệt vời hơn. Trân trọng cảm ơn các thượng văn đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.